Em ơi, mình chơi nhau nha. Ai không nghe như là ID ấy. ID, anh ID. Mình trình độ tiếng Việt của mình cao quá để mình nói như thế. Season này. Thật ra cái trình độ của anh ID và Sasuke là không đủ đâu. Không đủ luôn. Phải tới đây là mới làm được thế này. Ok. Thật ra là cái chuyện này cũng Season không muốn kể đâu. Thì không muốn kể trên cái TV này đâu. Tại vì tới giờ là cũng muốn đồn thổ. Xấu hổ quá lắm. Không muốn kể, nhưng mà để Season kể nha. Ok. Không kể muốn đâu. Kể đâu, nhưng thôi, mà không kể đâu. Chuyện là thế này, là lúc vợ chồng Sejun mới quên. Lúc tới thì tiếng Việt của Sejun quá kém á. Nói chuyện chủ yếu là bằng cách nhắn tin thôi. Là xong rồi thì tới một ngày mà trời đẹp, gặp vợ ở ngoài, là gặp vợ trong một quán cà phê trong đó. Tới đó rồi Sejun thì tự nhiên rủ đi chơi mà tự nhiên á, cái phản ứng của vợ thì nó hơi kỳ. Là tự nhiên máng lên á. Tự nhiên bắn xe chung là anh điên à? Rồi chỗ này là nơi công cộng mà nhiều người xung quanh đó. Anh dám nói đó à? Dám nói đó à? Rồi em bất lịch sử ghê mà thế này. Tự nhiên xe chung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì đang làm sai ta? Có một chút sai mà chẳng mấy con mà xe chung mới đưa ra là cái gì ta? Xe chung cứ nghĩ ra mà. Vì cái việc mà rủ đi chơi thì trong văn hóa Việt Nam thì chắc phải nói lời mà rủ đi chơi là trong một chỗ nào mà không ai nhìn thấy hết, với lại phải nối thầm với nhau. Cho nên là Sejun thì anh nhớ rồi, kiểu thế này rồi. Nhưng mà mười người mà xung quanh đây thì nghe rồi, cách nghe mà cái câu đó rồi tự nhiên tập trung nhìn vào, mà Sejun cũng không hiểu sao mà Sejun cứ nói rồi, kiểu rồi. Mình đi chơi nhau nha. Thế này mình đi chơi nhau. Thích quá rồi, bây giờ trời đẹp mà đi chơi nhau nha. Mà cái quán đó, thật ra là quán cà phê đó thì nó còn cái trong một cái khu mà nó khách rất nhiều. Tức là người ta cũng hiểu nhầm là đúng rồi. Nhưng mà đúng rồi. Xong rồi. Là người ta hiểu đúng rồi đó. Nói chung là nãy giờ Sejun thì phải nói là mình đi chơi với nhau nha. Nhưng mà Sejun cứ nói nhầm là đi chơi nhau, thích quá. Mà thích quá thế này. Xong rồi vợ mới hiểu là rất là thiệt là điên á. Cứ mang thế này thế kia rồi là vợ thì cứ kéo vào dẫn Sejun vào mà một nhà vệ sinh. Xong rồi thì anh ơi, lát nữa ra nhà vệ sinh ngồi bàn đó, xong rồi thì nói một câu đúng á cho mọi người xung quanh nghe hiểu đúng nha. Nên là Sejun đi ra đường hai người thì diễn nhau là mình đi chơi với nhau nha, trời rất là đẹp quá. Xong rồi thì hai người đi ra ngoài. Là phải đính chính lại một lần nữa hả? Đúng rồi. Đúng là giải thích cho mọi người nghe hiểu. Ủa mà em thấy là nếu như mình mà có ý đúng, mình nói đúng thì có gì nó mắc gì đâu, mình phải giải thích đúng không? Vậy là trong đầu anh có ý định tâm tối thật. Không, như đang đứng giữa đường cái em chơi nhau nha. Nhiều khi người ta cũng thông cảm là nhiều khi người nước ngoài không có rành tiếng Việt, người ta sẽ không có để ý cái chuyện đó, như tại chỉ có những người như Bảo mới để ý những cái chuyện đó. Không nói đâu. Nhưng mà mặt đúng rồi, giống người Việt nhưng mà giống một nghệ sĩ. Nhưng mà nghĩ là nhìn mặt Sejun sẽ cảm thấy là rất là hiền, không có nghĩ là sẽ có tình huống đó, chỉ có Bảo thôi. Không, nhưng mà giờ quan trọng là sau đó đi đâu nè. Có tôi kể làm gì á, nó còn là không đói luôn. Là ý nói thật mà, có sau đó thật. Là đi chơi thiệt hả? Mà các bạn đừng có tay để thế này nha, người ta hiểu nhầm nha. Thấy người nước ngoài tội nghiệp chưa? Chỉ có một chữ với mà đã thay đổi ý nghĩa hoàn toàn luôn á. Tiếng Việt rất là phức tạp, hỏi nhà văn đây. Nhà văn có bao giờ dùng một lần nào đó trong đời mình dùng sai từ ở chốn công cộng chưa? Chưa có dùng sai, nhưng mà bạn mình thì dùng sai nhiều. Tại vì giới MC, ví dụ chẳng hạn mình nói là chào mừng các bạn đến với chương trình Duyên dáng Việt Nam mà sẽ đọc lộn là chào mừng các bạn đến với chương trình Giang díu Việt Nam. Là nó sai hát khác hẳn luôn, thấy không? Không, cái này do dẫn bậy đi quen chứ mới nói lộn. Hôm bữa em bị thiệt luôn á. Sao, bảo vì gì? Em dẫn sự kiện mà của một bộ phim điện ảnh đi thi rất nổi tiếng. Rồi, biết một luôn. Phim Đảo của dân ngụ cư. Em nói rất nhanh. Và Đảo của dân ngự. Nó kẹt ngay đúng chỗ đó luôn. Em tập một tiếng đồng hồ để đọc cái câu đó không á, mà vẫn lộn. Người Việt Nam lộn thì người nước ngoài chắc chắn là lộn. Dạ, thì em cũng bị lộn cái kêu đó. Việt Nam khó. Cư ngụ ngụ cư thì nó khó lắm. Ok. Rồi, đó chỉ mới là tai nạn về mặt ngôn ngữ thôi. Chứ chưa phải là có gì quá lớn cả. Bây giờ để coi liệu rằng là có những cái hành động gì đó nó còn kinh khủng hơn hay không.
Câu chuyện số 2. Bàn tay hư đốn, bắt chỗ không nên bắt. Hư nè. Bàn tay hư đốn nè. Hư nè. Là của ai nè? Ryan. Thì kể về chuyện này thì hồi xưa khi Ryan còn city á, city còn đi trung học, đi biển đi chơi, và có một bạn thì Ryan cũng thích bạn đó. Thì khi mình đi biển thì bình thường mình đi biển mình sẽ giống như bày ra mấy cái trò chơi, thì mình có một cái bài có người sẽ chạy, mình phải bắt người đó. Thì có một lúc đến lúc Ryan á thì bắt cái gì? Mọi người Ryan, Ryan là người phải bắt người người ta, và tại vì có cả nam cả nữ, mình tập trung chơi, mình hay quên con gái với con trai khác nhau. Thì lúc đó mình bao nhiêu tuổi vậy Brian? Chắc 17, 18 gì đó. À, 17, 18 mà vẫn nghĩ nam và nữ giống nhau, không phân biệt được sự khác biệt giữa nam và nữ luôn. Tại vì khi mình tập trung nhiều quá mình hay quên, phải không? Thôi bây giờ mình diễn lại được không? Bảo, xin mời đi. Rồi giờ Bảo đứng ra bạn nữ nè, Bảo lên đứng ra bạn nữ đi, coi làm lại nè. Đi coi Brian bắt chưa nào. Cởi áo ngoài ra, cởi áo ngoài ra. Rồi, rớt điện thoại luôn. Ví dụ liền. Gì vậy? Tự nhiên cởi áo chị? Thôi mà để cho mình quan sát kỹ chi tiết kìa. Để thấy hết mình với vai diễn nha mọi người. Có hai trái banh không? Rồi. Thì mình chạy rồi sao đó. Chạy hướng này. Chạy ha, chạy hướng này đúng không? Mình chạy hướng này. Mình lỡ bắt hai cái đu đủ. Hai cái đu đủ. Cái gì? Phan, nhưng mà Phan mới nói một cái câu bắt hai trái đu đủ là xong. Tại sao cái này? Không, không. Bắt hả? Nhưng mà thật ra nó không nặng như thế, nó như chiến vậy. Nhưng mà Ryan không có lực đàn hồi nhẹ đó. Nhưng mà cái lực thiệt hơi đau. Thì lúc đó mà chụp thiệt chắc là hơi lâu đó. Hiểu quá. Rồi sao nữa, sau đó như thế nào? Thì sau đó mình quá xấu hổ, mình xin lỗi quá trời. Rồi bạn nó cũng nói không sao mà có vẻ như cũng thích lắm. Họ bị ảnh hưởng, ý là họ bị ám ảnh á, ác mộng á. À vậy cái này thì nó giống một cái kinh nghiệm của anh lúc mà 17 tuổi luôn á. Anh cũng vậy luôn. Thì thế này nè, hồi 17 tuổi là anh chơi đồ vật. Đồ vật? Đồ vật hả? Mà thường thường là chơi với nam. Mà đặc biệt là có một lần là phải đấu với nữ. Cũng kỳ vậy? Và vì không có cái giải cho nữ. Cho nên là nữ muốn chơi thì phải chơi với nam thôi. Mà lúc đó là chưa bao giờ có bạn gái. Thì cũng rất là ngây thơ. Và mấy bạn cùng đội thì cứ chọc mình hoài đó. Mà có, bởi vì anh nổi tiếng vì một cái thế là nằm ở trên như thế này. Bảo. Ủa sao giống em giống như linh vật của chương trình không, vậy mọi không người? Những bên, không những banh. Đó, thì mình đè rồi. Thì bắt cái tay rồi nó là sao? Móc cái chân vô. Khóa chân banh ra. Đây người ta không có xài cái chân để mà lật qua, hiểu không? Cho nên là thắng nhưng mà chưa, thắng chưa hình dung được lắm. Bảo chưa em vẫn chưa đó. Có hình dung được anh Bảo đó. Ra đi Bảo làm mẫu cho mọi người xem. Thôi để em hy sinh cho nè. Đâu anh ở đây cái lòng như thế đó, thầy cho em coi. Chưa có hình dung. Xin mời anh. Không chịu. Giờ anh kêu anh làm lại mà anh ngại luôn nè. Đâu như nào? Đang ở trên sàn á. Không à. À là vậy đó hả? Ở sàn luôn. Ở trên sàn. À là ở trên sàn. Ở trên sàn. À là thế đó nhưng mà nằm xuống. Nằm xuống. À. Anh nằm xuống. Giật mẹ rồi. Ủa. Anh chơi wrestling như vậy anh có em trai có bao giờ thức dậy không? Em trai có bao giờ thức dậy không? Không. Cái đó. Hỏi em trai có bao giờ thức dậy không? Thì thắng nhanh lắm á. Thắng nhanh lắm. Em nghĩ là Brian mà hỏi được câu đó là kiểu gì là Brian ngày xưa làm cái chuyện đó là cố ý chứ không phải là vô tình. Không này nha. Nhưng mà khoan cho em hỏi, đang giật nhau liên quan gì tới em trai mà thức dậy? Thôi chị hiểu cái thế đó. Nhưng mà chuyện Brian nó liên quan gì tới em trai? Vậy là Brian đã có từng một mà lần. Em trai là cái gì? Em trai ở nhà mình mà liên quan gì đây? Gái là kỳ lắm trong chương trình hay sao này, em đi đâu vậy? Ủa là sao? Em mới vô hả? Mới đi học về hả em hả? Mấy cái đông vậy ngồi đây nhưng mà không hiểu lắm mọi người. Thôi bỏ qua chuyện cái điểm chuyện tiếp theo để coi là những tai nạn nào khác xuất hiện đây. Tưởng tới mở ngoặc Z đóng ngoặc ai về tới mở ngoặc ngày đóng ngoặc. Bóng luôn cái đóng ngoặc thì luôn đi anh. Đóng ngoặc luôn.
Hiểu không ạ? Bên đây thì hiểu rồi đó, nhưng mà không biết là bên đây hiểu không thôi. Kiên không có hiểu. Khoan anh là sao dép là ngày mọi người có mời lộn khách mời không mọi người? Mời lộn à? Em hình như chương trình này trình thiếu nhi là bản tin cho bé gì đó thì hình như là đáng lẽ là phải qua cái đồ của em đó. Em vẫn hiểu á. Em là thiếu nhi em vẫn hiểu. Cái này nó là liên quan tới con gái anh nè, Z. Trai mình sao mình biết được. Em phải giải thích. Ta gọi từ A đến Z đó. Tới bữa luôn á. Không, từ từ để em ráng em nạp thêm kiến thức nữa. Nghe đi ha, nghe đi coi hiệp. Câu chuyện này là của ai hả Bảo? Chắc chắn là mình của em, mình chỉ em. Sao tự nhiên chỉ em như vậy? Áo đỏ đây. Áo đỏ chứng tỏ thời mình ở Hà Nội. Lại Hà Nội dữ dội. Thời mình ở Hà Nội, mình đã có rất nhiều bạn mà mình chơi với nhau. Rồi một hôm bạn kia rủ mình đi uống bia, bia hơi ấy. Lại uống bia hơi thôi. Thế là trước đây mình bị, mình không phải là bị mà mình được bạn này rủ uống bia nhiều lần rồi. Và mỗi lần đi uống bia với bạn ấy, rồi là ăn tối, rồi được cuối cùng là ăn sáng với nhau luôn. Nó là như thế. Thế là mình cũng hiểu là lại muốn đi ăn sáng, ăn tối, sau đó mình đi chơi, sau đó mình ra khu Hồ Tây ngắm cái cảnh rất là lãng mạn, ôm nhau, hôn nhau. Sau đó bạn ấy bảo là em mệt quá rồi, bây giờ mình về nhà đi anh. Thì bảo là về nhà ai? Thì bảo là rõ là nhà anh. Thì ok, thì mình về nhà A đi thôi. Với tôi nhà ấy, mình mới lên lầu, sau đó là đưa cho bạn ấy khăn tắm rồi ok tắm trước đi. Thế mình trong đó, trong thời gian đó mình chuẩn bị cái giường này, chuẩn bị đạo cụ này. Đạo cụ luôn. Đạo cụ gì đấy? Ôi rồi đủ thứ, nói chung là các bạn tự hiểu đi. Sử dụng cái trí tưởng tượng đi, hiểu không? Đây là áo mưa. Thế là mình đợi cái bạn của mình về và vào phòng thôi. Thì mình ok bắt đầu chiến đấu. Nhưng mà bạn ấy vào phòng ấy cứ nhìn buồn ấy, cứ cuốn mình vào cái khăn tắm mà mình đưa cho bạn ấy. Và là đi ơi mà sao em đi làm sao đây, ngại lắm. Ngại cái gì? Làm bạn ấy em bị đen đỏ. Cái gì cơ? Thế thì cả kế hoạch cái này là bị tàn vỡ hết. Đêm đó không phải là xxx với nhau mà mình lấy xe của mình chạy ra nhà thuốc uống thuốc, sau đó là ôm cứ rồi ngon ngon. Được rồi. Mọi người hiểu. Ôi trời. Sau đó là bạn ấy ngủ ok thì mình cũng ngủ sáng hôm tiếp. Còn lại đây chuẩn bị đồ ăn sáng này, sau đó ôm hôn, sau đó đưa về nhà, sau đó là đừng có lo, không sao hết, anh thương em lắm, thương em lắm. Khi nào hết gọi lại anh, mình lại đi uống bia nhá. Sau đó có đường bia nữa không anh? À có.